Namakaranu Pawe Nahantua Sape Upap
Bali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui. Dạ con kính dâng mít đến sư. Dạ con kính đảnh lễ sư. Chào đạo tràng. Dạ con kính đảnh lễ sư ạ. Chào đạo tràng ạ. Con kính đảnh lễ sư ạ. Xin chào toàn thể các đạo hữu trong lớp học. Rồi, xin chào lớp. Bây giờ thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học phần 7 số 10, đó là phần sửa bài tập. Bài tập nâng cao còn lại. Nhưng mà không biết anh các thánh có lên lớp chưa? Vậy anh các thánh mở giùm sư kia phần bài tập số 10 đi. Phần bài tập nâng cao để cho lớp sửa để bài tập phần nâng cao đi. Chị mới có đọc sách không? Có, đêm này cũng phải đọc hay mai gửi. Là phần bài tập nâng cao thôi. Dạ, sư chờ con một tí. Bây giờ chúng ta xem 5 câu của bài tập nâng cao. Câu số 1 đó là Mahamaya Gunnang Nakaranang Pachante Lumpini Vanasmin Rajaputang Jayi. Câu số 2 đó là Rajakumaro Asitasa Pah Sasa Sandikan A Arijitwa Parivatta Petwa Taksa Kesa Kalapak Minpade Hapesi.
Kausubha Raja Kumaro Patthama Vayato Vedagantewa Yuthasipani Wa Uganhi Dwatani Vijani. Câu số 4. Siddhartha Raja Kumaro Metta Samyutta Kitopi Karna Samyutta Kitopi Ahusi. Câu số 5. Raja Kumaro Sipa Vimansaya Vimansayo Ativati Wa Solasa Vayak Minh Yaso Tha Raja Saha Awahi. Và bây giờ mời lớp giơ tay lên để đọc phần bài tập nâng cao này tí rồi chúng ta thử ha, đọc làm quen tí tí để đọc. Đấy, lớp giơ tay đi tôi gọi nha. Rồi mời cô Hảo Nguyễn. Con Hồng Nguyễn đi, con mở mic chưa? Mời cô Kim Cúc. Sư sư, dạ bà sư. Dạ bà sư, xin lỗi nãy con quên mà. Dạ. Dạ bà sư, con xin đọc cái bài tập nâng cao dịch Bali sang tiếng Việt ạ. Mahamaya, Mahamaya, Dinang, Nagara Nang, Pachante, Lumbini Watnasming, Rajaputang, và dí. Câu số 2, Rajakumaro, Asitatapasa, Santikang, Aharijitwa, Pariwat. Dạ, tapasasa. Dạ, xong xin đọc lại ạ. Raja Kumaro asitta tapasasa santikang ahariyitwa pariwata petwa tasa kesaka lapasmin padetapesi. Câu số 3. Raja Kumaro patthama wa yato vedagante wa Yutta Sipani Uganhitwa Tani Vichani. Câu số 4 ạ. Siddhartha Raja Kumaro Metta Sampayutta Chitto Pi Karuna Sampayutta Chitto Pi Ahosi. Câu số 5 ạ. Raja Kumaro Sipawi Mangsaya Vimangsayo Ati Wati Toa Sola Sa Wa Yasmin Yaso Taraya Saha Awahi. Dạ con xin hết ạ. Chữ Pati Wata Pe Toa câu thứ 2 đó mình sửa lại cho chữ Pari Wati Toa. Dạ. Rồi mà có kiến thức đi. Dạ thưa sư, con xin đọc bài tập nâng cao dịch Bali sang tiếng Việt. Câu số 1. Mahamaya Dinang Nagaranang Bacchante Lumbini Wanasmin Rajaputang Chayi. Câu số 2. Raja Kumaro Asita Tabasasa Santikang Ahariyitoa Bari Wata Petoa Tassa Kesakala Pasmin Bade Thabesi. Câu số 3. Raja Kumaro Bathamawa Yato Veda Gante Wa Yuthasipani Ukganhitwa Tani Vijani. Câu số 4. Siddhartha Raja Kumaro
metta sampayutta citto bi karuna sampayutta citto bi aho si câu số 5 raja kumaro sipa vimansaya vimansayo ati vattitoa solasa wa yasmin yaso da yaso tharaya saha awahi. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư, con xin đọc và dịch bài tập nâng cao dịch Pali sang tiếng Việt. Câu số 1. Mahamaya Quyên Năng Nagara Năng Bacchante Dambini Quá Nasmin Rajaputang Chayi. Câu số 2. Raja Kumaro Asitata Pasasa Santikang Ahariyatwa Bariwata Betwa Tassa Kesakala Pasmin Pade Habesi. Dạ, câu số 3. Raja Kumaro Patama Waya Yato Quê Đá Găng Thê Hoa Yutha Sipa Ní Úc Găng Hí Tòa Tà Ní Quý Cha Ní. Câu số 4. Sittatha Raja Kumaro Metta Sambayutta Chitto Pi Karuna Sambayutta Chitto Pi Ahosi. Câu số 5. Raja Kumaro Sipa Vimansaya Vimansayo Ati Vati Tòa Sola Sawa Yasmin Yaso Tharaya Saha Awahi. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Phỉ. Dạ, bạch sư, con xin đọc ạ. Dịch Pali sang tiếng Việt. Mahamaya Dinang Naga Ranang Pacchante Lumbini Quá Nasmin Raja Putang Cha Dí. Câu số 2 ạ. Raja Kumaro Asita Ta Pa Sa Sa Santi Kang Aha Rizitoa Paritito Watitoa Ta Sa Kesa Ka La Pas Minh La Pas Minh Pa De Tha Pe Si. Câu số 3. Raja Kumaro Patha Ma quá giá tổ quê đá gần thề hòa rút thá sipa ní hòa út gần hít tòa ta ní ví cha ní. Câu số 4. Sita thá ra chá kumaro metta sampa rút tá chí tổ pí karu na sampa rút tá chí tổ pí á hồ sĩ. Câu số 5. Raja Kumaro Sipa Vimansaya Vimansayo Atiwati Toa Sola Sa Wa Jasmin Jaso Thara Jasa Ha Awa Hi. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc bài tập nâng cao dịch tiếng Pali sang tiếng Việt. Câu thứ nhất. Mahamaya Vinnang Nagaranang Pachante Lumbini Wa Nasmin Raja Bhutang Chayi. Câu số 2. Raja Kumaro Asita Tabas Tabasasa Santikang Ahari Yitoa Bari Wat Tà Bê Tò Tát Sẽ Kê Sẽ Kê Lê Bát Minh Bê Đề Thá Bê Sĩ. Câu số 3. Rà Trá Cú Mà Rồ Bê Thá Má Quá Giá Tô Quê Đá Gành Thê Qua Dứt Thá Xíp Bà Ní Qua Út Găng Hí Tòa Tà Ní Quý Trà Ní. Câu số 4. Xích Đất Thá Rà Trá Cú Mà Rồ Mette sam bayut te chitto bi
Karunasambe yutta citto bi e hosi pasunam raje kumaro sipa wimang saye wimang sayo eti wati toa so lese wa ye yakmin yeso tere ye tehe wahi. Dạ thưa sư xin hết. Dạ xin mời Phật tử cùng đề. Dạ thưa sư, con xin đọc bài tập nâng cao phần Bali dịch sang tiếng Việt. Mahamaya Vinh Năng Naga Ranang Bắc Trăm Tê Lâm Biến Ní Quá Nát Minh Ra Chá Bút Tăng Giá Dí. Dạ thưa câu số 2 là Raja Kumaro Asita Asita Tabasasa Santikan Aha Rí Dí Toa Ba Rí Quá Toa Bê Ba Rí Quá Ta Bê Toa Sát Xá Các xá kê xa ca cá la bát minh ba ba dê hát bê xí. Câu số 3 ra chá cú ma rô thắp bát thá ma quát mắt bát thá ma hòa giá tô đề quá găng thê quá Út thá xíp bá ní, út găng tí toa, tà ní, quý cha ní. Dạ câu số 4. Xíp thá thá ra chá cú ma rô, mét tà, xăm bá dú tá chít tô. Bí, cá rú na, xăm bá chít tá chít tô bí a hồ xí. Dạ câu số 5 là ra chá cú ma rô, xíp bá quy măng xà. Giá vì mang sa vô a tí quá tí quà sô lá xá quá jasmin và sô thá ra giá xá há a quá hí. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ thưa thư sư đã hết. Cho anh đưa bài lên để cho lớp. Dạ sư dừng chia sẻ để con mở bài. Bạch sư con xin dịch câu số 4. Dịch câu 5 thì đi. Bạch sư con xin dịch câu số 5 ạ. Bạch sư cũng xin dịch câu số 3. Dạ, còn câu 1 với câu 2 ạ. Con xin dịch câu 1 luôn nha sư. Dạ, câu 1 có cô Cúc dịch ạ. Dạ, xin dịch câu số 1 ạ. Viết gì mẹ Khanh? Hoàng hậu Mahamaya đã hạ sinh Hoàng Nam tại Lumbini là biên giới của hai thành phố.
Ba ba nó hỏi hay kêu mà lát nữa mẹ gọi gió. Chào ba. Câu số 2 có ai làm chưa Khánh? Dạ có hai chưa ai làm cơ. À, cô làm luôn ha. Dạ. À, sau khi được đem đến gần đạo sĩ A Tư Đà, Thái tử đã xoay người và đặt chân lên bím tóc của ông ấy. Rồi à. Cô câu số 4. Dạ, có câu số 3 cô Hảo đưa lên. Câu số 4 là Thái tử Siddhartha là người có tâm từ lẫn tâm bi. Ba con bệnh về nó tập hàng bài đi. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa đủ 5 câu rồi sư. Chúng ta xem câu số 1. Dạ. Câu số 1 một cách dịch khác nữa hơn rồi. Hoàng tử Hamaya đã sanh bằng nam ở Lumpini. Tại Lumpini, ở Lumpini, tại biên giới, nên dịch là tại biên giới của hai thành phố. Cái câu viết này thì viết là tại biên giới, còn nếu mà cái câu viết theo các sư sửa này khác gì gì. Rồi câu số 2. Còn thiếu hai lần cũng mà vô thì ta ta phát ra phát tâm càng qua cái chữ này anh sửa nó lại như anh sư thì anh phải quát tiếp qua tiếp ri bát ti qua tan phát ta kê sa kala phát minh pa đề thập bệ tị. Sau khi được mang đến gần đạo sĩ A Tư Đà, Thái tử đã xoay người và đặt chân lên đúng tóc của ông ấy.
rồi. Thưa sư, câu 1 đó sư. Dạ dạ. Câu 1 Lumbini Warasmin á, đặt ở rừng á, chứ rừng á sư. Ở vườn, gì là vườn? Nè, vườn không? Rừng, rừng Lâm Từ Bi. Tại sửa bát chân tá xá nữa sư. Tá xá gì? Bát chân, bát chân tá xá hả? Nãy con thấy sư sửa tá xá. Giờ lão biết cái này câu nào trơn? Câu 1 á. Câu số 3. Bát chân tá xá. Sửa cái đó phải sửa lại câu dịch nữa. Yeah. Mẹ đi lấy cái đó đã đi. Câu số 3 sau khi học nghệ thuật kiếm cung hoặc cung điển về ra từ thở ống hơi thái tử đã hiểu rõ các điểm ấy. Trong khi học nghệ thuật kiến cung hoặc kinh điển về đa ấu thơ thái tử đã hiểu rõ ha, đã hiểu rõ chúng, chứ không phải điều ấy, đã hiểu rõ chúng tức là hiểu rõ về nghệ thuật kiến cung và kinh điển về đa. Câu số 4 khi tất cả ra chắc cũng mà rồi nghĩa ta xâm yếu ta chỉ tổ khi các cũng mà xâm yếu ta chỉ tổ khi các cũng si thầy tử sẽ tất cả là người có tâm từ lẫn tâm bi này, khi mà có cả tâm từ lẫn tâm bi nam raja kumaro sipa iman saya iman sayu akibati wa solak sa koyak min yato taraya sa awahi sabu sabi buat wa bukti thử thách địa diện cảnh vượt qua những thử thách, không biết cái này vượt qua những thử thách. Đi nhẹ không? Những thử thách của cuộc thi tài nghệ. Yasothara ở tuổi 16 ai sửa câu nằm đọc câu đó để lớp biết. Dạ, yeah, con sửa câu số 5, sư. Con sửa câu số 1. Số 1.
mất rồi. Con sửa câu số, con xin sửa câu số 4. Awa ha mangala dewa sehi. Dạ, con xin sửa câu số 2 ạ. Còn câu 3 và câu 4 nữa. Câu 4, câu cô bảo sửa rồi. Wow. Măng. Lá. Đi. Kumarasa so ra sa 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 Cát Khánh bị cô bị cái lỗi đó, do đó cho nên là Cát Khánh nối hai cái đoạn năm nó vô giùm các cô nha. Dạ dạ, để cô copy đó. Cô xin sửa các dạ năm. Con xin sửa câu số 4 luôn ạ. Marisa. Sửa câu số 4. Dạ vậy cô Hảo để câu số 3. Dạ câu số 3 cũng sửa. Dạ. Vậy là cô dự bảo sửa câu số 4 rồi hả? Đang dạ dạ viết mà sao nó bị nhảy hoài à cô? Dạ dạ dạ, để cái vậy con sửa câu số 3. À tiếng gì vậy?
Các Khánh ghi dùm cô, đánh dùm cô Các Khánh. Câu số 4 thôi con. À, Phu Ba Lô. Amacha. Hết nghe phải ngay. Chana. Chà. Chà chia không? Chia chia. Sang ni patati. Sang ni. Sang ni. Phải từ này không con? Có ai? Có bớt chữ tờ T đi con. Quát ba măng gà lá đi quá xá. Đi quá xá. Quát ba. Quát ba. Măng. Gà lá. Lá, lá đi quá xá. Đi quá xá. Cá sát tí. Cá sát tí. Cá sát tí. Nghĩ chữ này. Em là sẽ mang giá giá đi. Ủa cái này hình như là cô chưa chia. Ờ chấm trên. Chấm trên với chấm dưới. Chấm trên chứ không chấm dưới nữa rồi. Là chân chát à. Rasa Barisa Ma Ha Chano Cô Bảo ơi, cái động từ câu số 4 cô Bảo xem lại thử không? Ma ha channel channel cha Ra,
sửa lại giùm mẹ này. Ôi, đánh cho nó sai hết rồi. Sửa lại. Biết hết này. Rồi tới đây. Hết này rồi tới để hai chữ này. Đánh đồ sai rồi. Cha. Chữ này chẳng ba chân ngon rồi chỗ này nè con sửa giùm cô lại câu số 4 á con. Apo balo amache matche hí rồi cát xanh tí nha con. Ở dưới cách xâm tí. Còn xâm tí cách xâm tí. Xâm tí. Cát Khánh sửa giúp lại cái ra trá của Maro Thái Tử ở câu 5, à câu 2 giúp đấy nhé. Sao dịch lại được mấy con kia hết nhỉ? Thôi, để ngoài coi. Kêu ra trá của Maro mình viết sai hết à, bên dưới. Hai chữ A. Cảm ơn. Xem. Sang ní bát tá tề xí con. Sanh lý bát tá tề xí phải đúng chữ này không con? Đúng rồi con.
Cát Khánh ơi, cái câu 2 hình như là cười với khóc ấy, là mình bị sai sao, không không chia, sau khi đảnh lễ thôi, với sau khi thôi. Sửa lại hai cái đấy các. Đó. Là sau khi đảnh lễ. Sau khi đảnh lễ rồi, nhưng mà sau khi cười, sau khi khóc hình như cái đấy là mình sai sao ấy. Sau khi... Có hai cái này như chị chia quá khứ là được rồi. À, được rồi. Hình như cái đấy mình thấy sai sai thế nào? Rô đa xí hay gì thì là đã khóc rồi. Đang khóc. Rô đa tí là động từ nguyên gốc, là rô đa tí là khóc. Hát xa tí là... đa tí. Hát xa tí là cười. Dạ. Thì có thể chia quá khứ luôn cũng được. Hát xá xá tí xá. Hát xá. Thôi để sư tự tin lắm. Cảm ơn nha. Hảo đang sửa lại chút các chị. Hảo đang sửa lại. Ủa, dân chúng với đại chúng giống nhau hả cô Hảo?
Phát Khánh nối giùm 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 cô số 2. Nối giùm cô tại vì đánh nó bị lỗi cái nó nhảy mất tiêu. Dạ dạ chứ cô dự báo nãy con biết là con không có trả lời được cô á. Vì con trả lời là nó mất. Dạ cái đại chúng với dân chúng nó giống nhau thôi thưa cô. Dạ khác nhau mà dự báo coi trong danh từ ngữ vựng nó khác nha. Dạ khác. Trong câu này mà mình vẫn dùng là chana chana. Maha chana là đại chúng mà trong là dân chúng mình dùng chana. Dạ thưa sư, các Phật tử đã sửa xong 5 câu ạ. Không biết chán nó còn 2 nữa hả? Dạ, à, có 2 đêm chết đi luôn. Có 2 nhiều người sửa này. Con tôi đã sửa xong 5 câu rồi sư. Thì cho lên con một đi. Dạ. Làm tắt trước ha, tắt từng ngữ trước. Vào ngày lễ thành hôn là 1. Của thái tử là 2. Cùng là 3. Công chúa Yasodhara là 4, quần chúng là 5, quần thần hòa là 6, dân chúng là 7, đà rất là 8, chư mình là 9, thời điểm là phân nghe giao tay với mình. Quân thành là số 1, văn để ở điều trị đi chánh trị, quân thành là số 1, hòa là số 2, dân chúng là số 3, số 6.
Đúng rồi, vị trí tôi làm đúng rồi. Như vậy là vào ngày lễ thành hôn của thái tử, vào ngày lễ thành hôn rất vui mừng, vào ngày lễ thành hôn của thái tử, vào ngày lễ thành hôn của thái tử cũng ra, chỉ là vào ngày lễ thành hôn là số 7, của thái tử là số 6. Cùng với là số 5, ông cứ giấc số tha ra số 4, quân thần số 1, dân tính qua dân tính số 2, chỉ dân chúng ở đây mình thay chỉ chắc ma được rồi. Như còn thiếu công chúa khi tác vào là 1, thái tử là 2, tập sĩ Akuda là 3, đàn cười là 4, và khóc là 5. Trong một câu vua tình khoảng là 1, thấy là ai, vậy là bác thấy khác vậy khác, cũng
sát vào. Thái tử đạo sĩ Ác Tư Đà là số 1. Sau khi thái chào là số 3. Thái tử là số 2. Đạt người là số 4. Và khóc là số 5. Ở đây một câu riêng vô cùng phản là số 1. Thấy là số 3. Quỷ là số 2. Số 4 cũng đã xác chạm số 5 là số 5. Là số 4. Rồi chúng ta xem Raja Kumaro Atitanta Kwasasa Kwani Tuan có con chó hả Khánh? Con đầu như lộn thứ tự rồi Sơn. Atitanta Kwasasa Raja Kumaro Anh Tế Linh Phật Kwani Tuan Phật Kwani Tuan Atitoa vô lý thì xa chẳng tự cảm giác chẳng thật người bằng khóc Cô Thu Đăng Nô Cô Phà Lô Tăng Học Thí Toa Ra Chắc Cô Ma Rằng Thí Anh Chân Linh Phật Tân Học Thí Nhà xa chào tự Sư sở con số 2 không sư? Có câu số 3 gần đúng của sư hả Khánh? Câu chó á, gần đúng câu chia của sư chia á. Sư Tabasso, rồi chắc không có rằng và lý to hát sư to. Rồi đi. Chữ chữ Phát Gần, Phát Anh Thế Lý Phát Gần Hề Toa nó phải là chắp tay xá chào. Cái chữ anh cái liên ở đây là chỗ này hả sư? Chắp tay xá chào ở đây người ta chỉ nói là xá chào thôi, cho nên mình sử dụng động từ giống là đảnh lễ là được rồi. Văn lý là được hả sư? Văn toa được. Thì anh em lấy Raja Kumaro Atitanta Tathapattanta chữ này nó không phải ta chào thái tử thì câu này không được, câu đầu này không được, câu hai câu ba này được nè. Câu ba sau khi ta chào thái tử đạo sĩ Atitanta đã cười và khóc vua sau khi thiên vị cũng đã đánh lễ ngài. Cái câu như ấy thì mình cứ thêm xuất thô đã nã ra cha rồi thêm chữ phí anh này. Đã ba nhà. Giờ dùng câu thứ ba thôi. Câu thứ ba. Chúng ta tập nâng cao không hết vậy là
Rồi chúng ta có thể điều phục được các con thú dữ, các con thú, các con thú dữ trong rừng, trong các con thú quý dữ để khác hoặc là dính cũng được, ở đây người ta biết dính nên thôi để dính luôn được các con thú dữ. 1, 2, 3 trong rừng, 4 quan tâm từ, là 5 qua trung vi là 7, chúng ta là số 1, có thể điều phục là số 7. Các con thú là số 6, các con thú dữ là số 6. Trong rừng là số 5, bằng tâm tự là số 4, và là số 3, tâm linh là số 5. Dạ thưa sư, có thể điều phục là 2 tầng sư. Có thể động từ điều phục được hai câu, hai từ. Nếu khả năng cách thì dùng luôn một từ cũng được. Học hành dạ. Cách chưa, bài này học khả năng cách chưa? Dạ. Như chưa sư. Dạ như chưa. Nên sư mới có cho từ vựng là điều phục á. Đắt xa nắng. Học cái năng cách thì không được, phải sẽ chia ra phần 2 mới được. Dạ. Nếu dựng học cái năng cách rồi thì dựng nó một luôn. Thì chưa thì phải sửa nó lại. Sửa nó lại cái chữ có thể để điều phục thì phục thì là sắc, sắc cô mát, mình sẽ đồng từ mình sẽ sắc cô mát, sẽ đồng từ không không đó thì cái nó được cuối câu mở chữ đó thì còn mà bị miếng cắt nữa kiểu bài này bị miếng cắt thì là bỏ chữ sắc ca này nữa sư. Các con thú dữ
ông ta không thú giữ anh để trước chữ là đáp năng tăng. Sửa cái chữ đó là chân đá đi ghê thú chữ chân ghê thú hỏi à, đợi đó. Chân đá mi bu mi dạ như vậy làm đi ghê suy nghĩ chân đá mi ga năng an năng vô thêm an năng đó mình sẽ dùng cách thứ bảy cách thứ tư chứ cách thứ tư vậy hả dạ anh rừng bằng tâm từ tâm từ và tâm bi tâm từ và tâm bi ra khỏi đó chứ. Ủa thưa sư cái con thú dữ đó sao dùng cách thứ tư vậy sư? Danh động từ là tâm ánh mắt là trước kia đá má ná hả đá má ná xá hả sao tâm ánh mắt thì anh cho tôi một cái cách như gì ở cách thứ sáu sao sư con nghe không rõ tâm ánh mắt là chia cách thứ sáu rồi. Dạ cách đám anh đã xóa là cách thứ tư sao sao còn má đi chứ sao còn má cách thứ tư đâu có sư trước sát cô má là cách thứ sáu đúng rồi nhưng mà sao dùng cách thứ sáu không có nào cách thứ sáu vậy phải không sư thứ tư cắt con má cắt ủa vậy là dùng cách thứ hai không được hả thưa sư dạ cho nó biết ghê không được hả sư dạ cho nó biết ghê dùng là không được hả sư nếu mà tung từ là không được cách thứ tư nó dùng âm tục từ mà cách thứ tư từ chia ra tục từ dạ 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 bạch sư cái có thể kia là số số tám phải không sư có thể là sách của mình có thể là số tám rồi vào ngày lễ à, đi thứ bốn đức vua hai các quan đại thần tập ma dân chúng là bốn sau khi tụ tập lại là năm đã bắt đầu là quan đây là bảy đức vua số một các quan đại thần thành là số hai ở đó anh thêm chữ hòa dân chúng đi thêm cái chữ hòa là một phần đi hòa là số ba dân chúng là số bốn khi tụ tập lại là thứ sáu ngày lễ hàng đêm là thứ năm
đã bắt đầu các quan lại thần bị giảm mất cha chắc na chắc câu này là sai chắc na chắc ví dụ một chữ chắc khi tụ học lại thanh niết bất thiết toàn thanh niết bất thiết toàn thanh niết bất thiết toàn bỏ chữ tắt thanh niết bất thiết toàn sư có cần thêm chữ chá giữa mấy chữ phù lô với a mắt chá với chà nè chá nè tinh số hơn. Đã bắt đầu sư, dạ. Đã bắt đầu á sư sư. Câu 8. Đã bắt đầu. Dạ. Cái câu từ đã bắt đầu các em thánh ơi, cái đó để Caritung á đã bắt đầu. Caritung á nó cái chữ đó Caritung. Caritung. Đầu à rác tinh sút tinh sút ông tinh tinh chữ thanh rác tinh sút xuống bắt đầu để cài vào ngày lễ anh đi bọc phát mang lá đi bất xì cái vào ngày lễ này mình có thể nó viết là thứ chữ thanh lý bất tí tổ hạng cũng được hoặc mình viết nó đi sao cho bọc phát mang lá đi bất xì các cái tùng hà hà rinh suốt cũng được. Dạ thưa sư, a tung chưa học thưa sư. Sư có cho ngữ vận là cá ra nắng, cá ra nắng, ít cá xa nắng. Cá đâu có dịch là cài. Cá xa nắng trong trong ngữ vận của sư. Cá xa nắng hả? Dạ. Cá xa nắng. Khánh bỏ chữ xí tùng đi. Ý tùng đi là sữa. Chữ này hết vậy mà. Cá xa nắng đúng rồi. Ai mà chấm nữa. Chấm ghi đâu. Em mời chào. Chờ nó thôi. Bình thường. Mà sao chữ A với chữ M mà chấm. Khá thức năng lắm. Đối tượng.
sư cho con hỏi theo cái câu này là dùng cách thứ tư hay là cách thứ hai thưa sư? Là phải cho động từ thôi. Cách này đâu có gì đâu, dùng cách thứ tư và cách thứ hai. Để bắt đầu để cài hả? Ở này dùng cách thứ tư chứ. Dạ. Các tên ác phá anh biết lại cái chữ bỏ chữ hờ chấm. Do là một. Ganh tị là hai, à là ba, tâm lục ác là bốn, điều mà đã tăng hàng năm luôn là phải đã tìm cách hoàn thử điều mà đã tăng số một để đã tìm cách là thứ chín để hại là số luôn chữ luôn ở số tám đi điều đó ta luôn đã tìm cách câu này cho kỳ ta nhắn kỳ luôn đã tìm cách gì nghe nó câu này sai cái gì nghe không được do tâm nên tị và tâm độc á tôi bỏ chữ luôn đi ha. Không nhìn để là đã luôn tìm cái đã luôn như này bỏ chữ đã sao đó. Luôn là bỏ đã là bỏ luôn chứ sư. Vậy hả? Dạ. Luôn tìm thì bỏ chữ luôn đã. Luôn bỏ đã. Luôn tìm luôn là một chữ. Luôn một chữ luôn là số tám để hại là số bảy thái tử là số tám do là số năm ganh tị là số ba ganh tị
canh tỳ là số 2, canh tỳ là số 2. Hòa là số 3. Động ác là số 4. Rồi, nó xem điều quan trọng tắt ra chắc cũng mà rồi em biết nó ghép lại đi ha cho nó rõ. Rồi chắc cũng mà rồi e tí em biết thì bất cứ đi à. E tí à đứng chú ba cha ca lăng đâu được quá khứ sơ lên sơ đứng cha ca lăng rồi hiện tại để biết lại thì hiện tại tiếp xúc tiếp đi hiện tại nhé để tìm cách để khỏi chuyện Úc Ba Văn cách hả? Còn từ vựng Úc Ba Văn là gì? Dạ, là phương cách ạ. Chữ Úc Ba Văn đó, trước chữ Ví Chất Ca là gì? Chữ Ví Chất Ca bỏ dấu chấm, bỏ dấu chấm đi. Úc Ba Văn này viết ở đâu sư? Ba Văn để trước chữ Nick Jack Calan hết rồi. Do mà những màu biết vậy thì chỉ do luôn luôn cái gì cũng được là giấy tờ như chưa thật chỉ do lấy cả thứ ba thôi rồi nó cậu thứ năm vậy là thưa sư vậy là ra cháo cuốn ma đó xóa thưa sư tìm phương cách hại thế tử này cách thứ tư luôn hiện xa giá chữ ra chắc cũng mà sẽ thay chữ ra chắc cũng mà rất tăng nhiều
đổi qua sửa con nghĩ ha. Tại hai cái máy này ta mở tí. Dạ, buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Bali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên ạ. Dạ, xin mời cô. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ sư. Và đây con xin đại diện lớp con xin hồi hướng ạ. Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buon Nhân Nô Anumodan Tuchy Răng Chathan Tusa Sanang Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buon Nhân Nô Anumodan Tuchy Răng Chathan Tuno Garo Akasatha Chaphamatha Devanaga Mahitika Buon Nhân Nô Anumodan Tuchy Răng Chathan.